Chào cả nhà, ngày hôm nay là được rảnh rỗi một chút thì Mai cũng nhờ các bác sĩ điều trị cho Mai. Mai đang đi một cái liệu trình là nano collagen. Đúng như tên gọi, collagen là chúng ta đang đưa trực tiếp collagen vào trong da. Thì những thành phần collagen này các bạn hoàn toàn an tâm. Cụ thể là Mai đang được điều trị collagen với những cái thành phần rất là tốt. Ví dụ như là có tới 14 loại vitamin khác nhau, có những vitamin quý nữa này, rồi đồng thời là 24 loại amino acids, rồi những cái thành phần như là antioxidant là chống oxy hóa. Và sau khi điều trị xong thì da sẽ được cải thiện rất là nhiều. Ví dụ như mày nói những con số luôn nha, chẳng hạn như là sẽ tăng độ ẩm là 132% này, giảm nếp nhăn lên tới 72%, và đồng thời là tăng cái collagen và elastin là tới 256%, giảm oxy hóa lên tới 90%. Tuyệt vời phải không cả nhà? Và cái liệu trình này như cả nhà thấy là Mai đang điều trị mà cũng không có khó chịu, không có, đương nhiên là phải nằm im để bác sĩ giúp đỡ điều trị nè, nhưng mà cũng không khó chịu, cũng không có ê hay là đau đớn gì hết, rất là thoải mái. Và Mai không chỉ là điều trị mặt đâu, còn tay nè, còn cổ nữa nè, Mai đang ủ tê, để một lát nữa mới tiếp tục bác sĩ sẽ điều trị những cái phần còn lại. Mai điều trị nano collagen này là được, đây là lần thứ 3, thì cả nhà thấy da Mai bóng không? Mà cái hay của cái liệu trình này á là ngày mai là Mai phải có sự kiện, mà ngày hôm nay Mai vẫn điều trị, bởi vì sau khi điều trị xong chỉ cần trang điểm là tăng cái hoàn toàn không bao giờ thấy những cái vết mà gọi là điều trị mà da lại còn được bóng, được đẹp nữa đó. Cả nhà ơi, nếu như muốn da đẹp thì hãy đến với Mai Beauty và đừng bỏ qua liệu trình nano collagen.